miệt đa bệ đa đại chỉ tì vật đa nên cứ lô miên chỉ vinh rõ nào chỉ mà nô và thiếp đôi chỉ tì vật đa đại bệnh bạch thẻ để xa con pro con sầy nô môn tì vật đa na na kháng cao tầng ọ tại dương nè căn bút tư xa xa nà mần đá ban tử tù sơ lư niêm chí mua đại bộ bút thơ miệt đà bệ đà chìa tì vật đà tì mùi nó ất tử tì sọ phần ngày nay prap ấy đừng mừng ghê ấy nè nhóm ná đừng mừng ghê tì vật đà cứ mẹ âu đè ra xa con nè thay ra xa giang mắt chát chìa tì bùm phọt chui tùm nục bòm rong con gặp rau con sợi bọc luôn nè ớt chăm bọc bạ con pro sợi bắn sẵn buông xuông xong mà vây bị gật tê gật dọt đăng thờ con rồi ba anh chìm ran lút lơ à dụ bọc bắn nát trao ca ấy à dụ bắn nát trao ca ấy gật tùm nục bòm rong cừng xâm phía rạ pra đọc con rồi ba gật tù tám ca chìm ran lút lơ nè nên tế vật đà kháng khả nọc nằm bởi tế vật đà ý kỳ rào nâu ý kỳ rào nhôm nhiệt sức cơ tại chmô hâm đà khơi nhờ rụm tế bánh này chưa chùm nư tớ lê vật tế vật đà kháng khả rào nâng ú giang kỳ lê nhờ chứ cừng tì bưng cả nà miên sẽ cái đầy cổ thân á ăn ta rai tục phí ý kàn miên rì có chọn bàn là bỏ ấy trộm ấy xong ấy tì vật đà bàn xa răn ấy tì vật đà cái ráo chùi ấy xâm rách phá là bây giờ chùi mò rùm lê rùm loa tục phí để kàn miên chùi phá đo nà vây chọn bàn nào em biểu nêu ấy tì vật đà cái ráo nâng mò chùi bàn ấy tì vật đà cái ráo nê biểu nêu ôi chui xong ôi chui tăng là bị sọ mau lò hốt ở sọ xo màn đàn khuyên bàn tì vật đài cái rào cằn dô ý bàn tà sai sọ mà ôi nịa để trao ca bưng ớt tà tì sọ bàn là nâu tà chừa mình tên chốc chừa thế nó đã hào ôi tà chui chẳng hạn rì ai mai âu đàn bà bút lụ thá chia tì vật đà khăn nông này chui cực mật chú bài tàng ớ dương ớt đừng mô bì dương mình đừng có mình sau bàn dục chân tục đạc miền phía cái đây phía hiệp ấy nóng mẹ ẩu tì tay tui nha ấy bà con khá nóng ớt lâu vôn lòng tiêu vật đà mẹ ẩu kháng khá nông nông thòng nguyên chân thì miền mà nụ krong con bu khá nô mình từ tu sơ lkun ổ bà ca rạ bà bà miền đà bây đà nông thòng ớt từ tu sơ lề nguyên chân anh nâng vì មានបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សនឹងទៅទៀតសង្គមរបស់មនុស្សនឹងគេមកឲ្យតម្លៃម៉ែឪទេគេបន្ទោសម៉ែឪនឹងទៀតផងនឹងសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបតែតែពុទ្ធសាសនាមិនដូច្នោះទេពុទ្ធានឹងទេវតារសារយើងយើងបានរស់សុខសានក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារលោកថែរសាបីបាច់បើលោកកុំថែសាបើលោកក៏វិញចោលក៏ដែរបានរស់ទេអាហ្នឹងគិតមើលយ៉ាងម៉េចលោកបីបំថ្នាក់ថ្នមកូនមួយមួយណាញោមញៀនតម្រឹមនឹងល្បេះលែងពីខ្លួនបានបណ្ណាធម្មនិយាយនេះដូចជាប្រាប់ញោមទេញោមមានកូនរសាកូនក៏ណាបន្ថែមទេអវិជ្ជាកូនមួយមួយដែលកើតមកតម្រឹមលែងពីដៃឲ្យឃ្លាតពីខ្លួនបានឆ្ងាយ2 3 4ឆ្នាំណាស់ណាញោមណានៅក្នុងកំឡុង3 4ឆ្នាំមិនដែលឃ្លាតពីខ្លួនទៅណាក៏បីត្រោពោកពីរសាគេអ្នកអត់កូនទៅណាគេដើបងបោយដៃឲ្យលហើឯអ្នកមានកូនគ្មានដៃបងបោយទេលវលតដើអោបបីត្រោកំពីកូនហ្នឹងឯងអានេះលើកមកសំដែងឲ្យឃើញគ្រប់គ្នាតាមពេតទៅញោមញាតអ្នកមានកូននឹងបានប្រព្រឹត្តធ្វើការងារនឹងអស់ទៅហើយបញ្ជាការក៏មិនបានគិតថាអញរសារកូនដល់យកទុកចិត្តលំបាកយ៉ាងណាអានឹងរសារចឹងតែនឹងឯងតែគេថាទេវតារសារដែលមានគុណនឹងយើង